Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry, lịch sử thế giới. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong những ngày gần đây đang nóng hơn bao giờ hết, đặc biệt là tại chiến trường Kharkov và toàn khu vực miền Đông. Ukraine hiện nay đang phải chịu những áp lực vô cùng to lớn. Cứ tưởng khi hai gói viện trợ của Mỹ và EU tổng cộng lên tới hơn 100 tỷ đô, nó sẽ giúp cho họ giải tỏa áp lực chiến tranh. Vậy nhưng Ukraine thì lại đang lâm vào tình trạng đó là thiếu quân và thiếu vũ khí trầm trọng. Trong khi đó, theo những tuyên bố của họ thì quân số của họ có đang đông gấp hơn 2 lần quân Nga. Vậy thì điều gì đang xảy ra vậy? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, nhìn vào quân số của hai bên từ đầu cuộc chiến cho tới giờ. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo ước tính của phương Tây, do hạn chế của đạo luật liên bang số 93, Nga chỉ có thể dùng quân nhân chuyên nghiệp có hợp đồng để phát động chiến dịch. Cho nên, quân số của họ trong 8 tháng đầu cuộc chiến chỉ rơi vào khoảng 180.000 quân. Trong khi đó, quân đội của Ukraine ước tính trước chiến tranh rơi vào khoảng 700.000 quân. Những ưu thế về tên lửa và không quân cũng không thể giúp quân Nga lấp đầy khoảng trống mà bộ binh để lại. Chính vì vậy, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của họ đã thất bại và phải lui về thế phòng thủ, vạch đất phân tuyến kể từ tháng 9 năm 2022. Sau đó thì cả Ukraine và Nga đều huy động thêm lực lượng để tung ra chiến trường. Tháng 9 năm 2022, chỉ vài ngày sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh miền Đông qua trưng cầu dân ý, Tổng thống Putin đã được Quốc hội cho phép quyền động viên chiến tranh. Nga đã động viên một phần trong nước khoảng 300.000 người. Cùng với đó là lực lượng lính đánh thuê Wagner cũng được triển khai tại đây với khoảng 40.000 lính. Ukraine thì đã huy động toàn bộ lực lượng dự bị mà mình có. Cùng với đó là gửi gấp họ sang phương Tây để huấn luyện sử dụng khí tài và những chiến thuật mới. Tính đến tháng 5 năm 2023, theo tuyên bố của hai bên, Nga có khoảng 450.000 quân đang có mặt tại Ukraine. Tất nhiên, không phải tất cả trong số đó đều cầm súng chiến đấu. Ukraine thì tuyên bố có khoảng 1 triệu người đang tham chiến, trong đó thì có 800.000 người trực tiếp cầm súng chiến đấu. Mọi thứ dần trở nên xấu đi cho Ukraine kể từ tháng 6 năm 2023. Ukraine đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào cuộc phản công mùa hè năm 2023 của mình, khi cho rằng nó sẽ đánh bật được quân Nga ra khỏi phòng tuyến Surovikin và tái chiếm lại lãnh thổ, đồng thời buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, cuộc phản công này đã thất bại sau đó. Thật khó để đưa ra một con số chính xác vì cả hai bên đều hạ thấp của mình và nâng của đối thủ lên nhằm tạo ra một con số có lợi trước truyền thông. Cho nên, mình sẽ chỉ đưa ra số liệu dao động thôi nhé. Về thương vong của Ukraine, con số thấp nhất là 25.000 và 518 phương tiện do họ đưa ra. Cao nhất thì là 90.000 và 600 xe tăng cũng như 1.500 phương tiện khác. Thông tin này thì do phía Nga đưa ra. Còn về phía Nga, thấp nhất là 3.400 người và 68 phương tiện do phía họ đưa ra, và cao nhất là 60.000 quân, 600 phương tiện do phía Ukraine đưa ra. Vậy nhưng, có một điều mà mọi người đều có thể nhìn ra là cả hai mục tiêu mà Ukraine đưa ra đều đã không thể thực hiện được. Khi ngay sau cuộc phản công của họ, quân Nga đã không hề suy yếu, mà họ liên tục mở mặt trận, chiếm lần lượt các tuyến phòng thủ của Ukraine. Chỉ trong vòng có 2 tháng sau khi cuộc phản công của Ukraine tạm dừng, quân Nga lập tức tấn công và chiếm lại toàn bộ phòng tuyến mà Ukraine xây dựng từ tận năm 2014 đến 2022. Họ đã phải xây gấp một phòng tuyến mới dài 2.000 km mang tên Zelensky. Ngay sau đó, quân Nga liên tục tấn công trên nhiều hướng, tận dụng tối đa những chiến thắng trước đó mà mình có. Và ở ngay thời điểm hiện tại, họ đang tấn công Kharkov. Ước tính, trong khoảng 5 ngày qua, quân Nga đã kiểm soát 160 km2 lãnh thổ gần biên giới và tiến sâu khoảng 7 km vào tỉnh này. Kharkov là một tỉnh chiến lược của Ukraine. Đây là trung tâm công nghiệp lớn nhất Ukraine, có quy mô dân số và kinh tế lớn thứ hai Ukraine, chỉ sau Kiev. Và quan trọng nhất, đó là phía sau Kharkov toàn là vùng bình nguyên, và Ukraine thì lại chưa xây xong được phòng tuyến mới. Tính đến thời điểm mình đang viết kịch bản này, theo Ukraine công bố, thì đã có một số đơn vị của Nga tấn công vào cả tỉnh Sumy bên cạnh. Điều đáng nói ở đây là nếu như ta so sánh quân số hai bên theo những tuyên bố từ chính họ, thì quân Ukraine dù đông hơn nhưng lại liên tục kêu thiếu quân trầm trọng. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng xem tiếp video để tìm hiểu từng nguyên nhân nhé! Nhìn lại một chút về tình hình Ukraine đang thiếu quân như thế nào nhé. Cụ thể,
sau cuộc phản công thất bại và liên tục thất trận tại miền đông Ukraine. Vào cuối năm 2023, ông Zelensky đã tuyên bố động viên thêm 500.000 người Ukraine ra tiền tuyến để bù đắp và nâng cao sức mạnh quân đội Ukraine. Tháng 4 năm 2024, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn hạ tuổi quân dịch từ 27 xuống 25. Đầu tiên là về vấn đề dân số. Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng chảy máu nhân lực cực kỳ nghiêm trọng kể từ khi mà chiến tranh bắt đầu. Dân số của họ đã giảm từ 42 triệu, hiện nay chỉ còn có 27,5 triệu dân. Lưu ý là mình đang nói tới những người dân chạy trốn, chứ chưa tính tới những người dân thiệt mạng trong chiến tranh hay tổn thất của hai bên kể từ đầu cuộc chiến tới giờ. Đây được xem là cuộc di dân lớn nhất của Ukraine kể từ sau Thế chiến II. Việc người dân bỏ trốn, trong đó có cả phụ nữ và đàn ông, đã khiến cho Ukraine rơi vào tình trạng kiệt quệ cả về kinh tế lẫn sức mạnh. Vì ngoài cần lính để chiến đấu ra, thì họ cũng cần người duy trì nền kinh tế nữa. Đó là còn chưa kể trong số này có cả những người không còn khả năng lao động. Việc dân số giảm dẫn tới nguồn lực có thể huy động cho chiến tranh cũng suy giảm. Vũ khí thì có thể đến trong ngày 1, ngày 2. Thế nhưng muốn có binh lính thì lại phải trải qua huấn luyện. Dù ông Zelensky huy động thêm 500.000 người ra mặt trận, nhưng không có nghĩa là nay tuyên bố thì mai có luôn 500.000 lính. Hãy nhìn sang Nga, dân số của họ là 143 triệu người. Khi Nga ra lệnh động viên một phần trong nước, họ cũng phải mất đến 10 ngày mới có thêm 300.000 người. Có người rồi thì không phải là cứ tống cho họ khẩu AK rồi đẩy họ ra chiến trường luôn, mà còn phải thông qua huấn luyện chiến đấu. Thời gian thường ít nhất là phải 3 tháng. Đó là ta đang nói tới việc nước Nga có dân số gấp hơn 6 lần Ukraine hiện tại, mà còn phải mất ngần đó thời gian mới huy động được thêm 300.000 người. Chứ chưa nói tới việc Ukraine cần con số lên tới 500.000 người trên một dân số chỉ có 27,5 triệu. Trong mấy tháng qua, Ukraine đang liên tục yêu cầu các nước phương Tây có người Ukraine tị nạn hãy đưa những người đủ tiêu chuẩn và trong độ tuổi quân dịch về nước. Ước tính thì có khoảng 800.000 nam giới Ukraine đủ tuổi và đủ điều kiện nhập ngũ hiện đang tị nạn tại châu Âu. Vấn đề là để đưa được một quyết định đưa những người này về Ukraine thì quốc hội của họ còn phải họp tới già. Quan trọng nhất đó là nói thì là một chuyện, còn làm sao để bắt họ về thì lại là một chuyện khác, khi mà họ không thiếu cách để lẩn trốn khỏi cơ quan chức năng. Chưa kể, dù trong trường hợp khả quan nhất, việc đưa được họ về Ukraine sẽ là câu chuyện tính bằng tháng, bằng năm, chứ cũng không phải là nay tuyên bố mà mai đưa về được luôn. Một vấn đề khác cũng phải nhắc tới, đó là nguồn lực của Ukraine hiện nay, đó là sự bất bình đẳng trong việc tuyển quân nhập ngũ. Điều khiến mình bất ngờ nhất, đó là khi mà quốc hội Ukraine ra quyết định hạ tuổi quân dịch và cần thêm lính, đó không phải là tình trạng chạy trốn, mà là các trang báo của họ đã dùng những cụm từ như kết thúc sự thảnh thơi ở Kiev và miền Tây Ukraine. Sau một hồi tìm hiểu và vào cả những nhóm Telegram của Ukraine, mình mới khám phá ra được rằng từ trước tới nay, việc tuyển quân của Ukraine diễn ra chủ yếu ở những nơi sát vùng giao tranh với quân Nga, chủ yếu là ở miền Bắc, miền Đông và miền Nam. Còn lại, cuộc sống tại Kiev và miền Tây sát với vùng NATO ấy, thì vẫn diễn ra như bình thường. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy những hình ảnh, các hoạt động vui chơi giải trí vẫn diễn ra bình thường ở miền Tây và khu vực Kiev. Hình ảnh con cái của các quan chức và những nhà tài phiệt Ukraine vẫn ăn chơi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thực tế thì do miền Tây là nơi giáp với NATO và là nơi tiếp nhận vũ khí được viện trợ, quân Nga chỉ dùng tên lửa tấn công vào các kho vũ khí tập kết và những nhà máy quân sự mà Ukraine được NATO giúp xây dựng. Mặt khác, cường độ đánh phá cơ sở hạ tầng năng lượng ở đây cũng thấp hơn nhiều so với các nơi khác, nên xét về cơ bản là những dịch vụ này vẫn diễn ra bình thường. Điều này thì cho thấy rằng đang có một sự bất bình đẳng và phân biệt đối xử giữa các nơi, dù là cả nước đang có chiến tranh. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Dmitry Lazutkin ngày 11 tháng 5 đã phát biểu: toàn bộ xã hội Ukraine sẽ cần phải hy sinh và quên đi cuộc sống yên bình của mình để đánh bại kẻ thù là Nga. Dù không biết tình hình sau câu nói này có được cải thiện gì không, nhưng nó thì đã cho thấy cuối cùng Ukraine đã nhận ra tính nghiêm trọng về sai lầm trong tuyển quân của mình. Thứ hai, đó là đang có những uẩn khúc và mập mờ về sức mạnh quân sự được Ukraine tuyên bố. Với lực lượng được họ tuyên bố lên đến 1 triệu quân trước cuộc phản công, cứ cho là số liệu của quân Nga là chính xác đi, khi mà Ukraine mất 90.000 quân thì nó vẫn quá nhỏ so với tổng lực lượng của Ukraine. Nếu tính lực lượng đang trực tiếp cầm súng thì Ukraine mới mất khoảng 11% lực lượng của mình. Còn tính trên tổng quân số
thì họ chỉ mất có khoảng 9%. Thế nhưng ngay sau đó thì họ vẫn cứ đánh mất luôn thế chủ động trên chiến trường. Đồng thời, ông Zelensky đã phải ra lệnh tổng động viên thêm 500.000 người ra tiền tuyến và mới đây là tiếp tục hạ tuổi quân dịch. Với hành động này thì mình cho rằng có hai khả năng. Một, đó là Ukraine đang phải chịu tổn thất khổng lồ hơn rất nhiều những gì được công bố. Tổn thất ở đây không chỉ là thương vong mà còn có thể là do tình trạng binh lính đảo ngũ hoặc tan rã ra hàng quân Nga. Thực tế thì nếu các bạn sử dụng Telegram để theo dõi chiến sự thì sẽ không khó để thấy những con số sai lệch hoàn toàn do phía Ukraine công bố. Ví dụ, Ukraine công bố từ đầu cuộc chiến tới khi trước phản công, họ mới chỉ mất 35.000 lính. Thế nhưng theo một số bức ảnh và bản tin được đài truyền hình 1+1, đài truyền hình lớn nhất của Ukraine đưa tin, thì Ukraine đã mất tới 1,1 triệu quân kể từ đầu cuộc chiến tới khi kết thúc cuộc phản công, tức là khoảng tháng 10 năm ngoái. Dù không rõ con số cuối cùng là bao nhiêu, nhưng chắc chắn rằng nó lớn hơn con số tổn thất của quân Nga rất rất nhiều khi ta căn cứ vào động thái của hai bên. Kể từ sau cuộc tổng động viên một phần vào tháng 9 năm 2022, Nga thì chưa đưa ra thêm bất kỳ một động thái tuyển quân nào. Trong khi đó thì Ukraine liên tục phải có những động thái huy động lính mới, từ việc huy động 65.000 phụ nữ ra tiền tuyến, động viên thêm 500.000 người, thì mới đây là cả hạ tuổi quân dịch nữa. Thứ hai, đó là Ukraine đang khai khống sức mạnh của mình trước truyền thông. Thực tế điều này không mới, khi mà Ukraine đã nhiều lần bị chính các đồng minh bóc phốt là đang tạo ra những chiến thắng ảo trên chiến trường. Ví dụ, vào tháng 10 năm ngoái, Ukraine công bố là trong 10 ngày họ đã bắn hạ 17 máy bay các loại của Nga. Nhưng sau đó thì họ đã chẳng đưa ra thêm được bất kỳ bằng chứng gì để chứng minh cho chiến thắng đó. Rồi sau đó, ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy các căn cứ không quân của Nga đặt tại miền Đông, số máy bay thì vẫn cứ còn nguyên. Hay như việc họ tuyên bố xóa sổ lực lượng đổ bộ của hạm đội biển đen Nga. Nhưng rồi sau đó, các bức ảnh được đồng minh chụp lại cho thấy rằng chúng vẫn còn nguyên. Vẫn biết rằng chiến tranh thì phải dùng truyền thông để khè lẫn nhau là chuyện bình thường. Nhưng mọi thứ thì nên được kiểm soát để tránh việc gây ông đập lưng ông. Và khả năng thứ ba là việc Ukraine đã đánh mất thế chủ động trên chiến trường. Việc đánh mất thế chủ động buộc họ phải giàn quân ra một chiến tuyến dài hàng ngàn km. Trong khi đó thì quân Nga với việc dựa vào phòng tuyến Sudovikin làm điểm tựa, kết hợp với ưu thế bầu trời, họ có thể tấn công vào bất kỳ một vùng nào của Ukraine mà họ muốn. Trong khi đó thì Ukraine không thể tự động điều quân đang có trên tiền tuyến để mà ứng cứu lẫn nhau, bởi vì bất kỳ nơi nào cũng có thể bị quân Nga tấn công. Trong khi đó thì quân Ukraine lại đang dàn trải quá nhiều, khiến số lượng quân mà họ đang có không thể đối phó nổi. Những cánh quân ở hướng khác cũng không thể cơ động ứng cứu, vì nếu họ điều quân đi mà quân Nga tranh thủ tấn công, chẳng cần lớn như ở hướng chính, thì chỉ cần dùng vài trung đoàn cũng sẽ đủ chọc thủng được phòng tuyến mà Ukraine vừa rút bất quần. Họ chẳng có cách nào khác là phải điều quân từ tuyến sau lên, mà số lượng thì cũng có hạn, lại phải cân đo đong đếm vị trí chiến lược, có đáng để họ đánh đổi hay không. Điều này khiến số quân mà Ukraine đang có, dù thực sự lên tới gần 1 triệu quân, nhưng vẫn thành thiếu. Để các bạn dễ hình dung, trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ và các đồng minh, thêm cả Việt Nam Cộng Hòa nữa, có tới 1,5 triệu quân ở miền Nam Việt Nam, gấp tới 5 lần so với chỉ 300.000 quân của quân giải phóng. Nhưng họ thì lại đánh mất thế chủ động trên chiến trường, khi không thể nào tiêu diệt được đơn vị chủ lực nào của đối phương. Sau 3 cuộc hành quân tìm diệt, họ đành phải giải quân đi khắp nơi để mà phòng thủ. Và sau đó, chúng ta có sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, làm bước ngoặt thay đổi cả cuộc chiến. Vậy mới thấy, việc giành thế chủ động trên chiến trường nó quan trọng như thế nào. Đó là ở Nam Việt Nam thôi đấy. Còn ở Ukraine, 1 triệu quân nghe thì có vẻ nhiều, nhưng nếu dàn trải trên một chiến tuyến hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn km, thì nó bỗng dưng ít tới lạ thường. Ý mình nói là trong trường hợp họ thực sự có 1 triệu quân nhá, đúng như họ tuyên bố đấy. Chính vì vậy, việc Ukraine đang lâm vào tình trạng thiếu quân như hiện nay là điều có thể hiểu được. Nếu các bạn có biết thêm nguyên nhân gì, thì hãy để lại ý kiến của mình ở phần comment của video nhé. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.